Tập 14. Ngày kia mọi người có rảnh không? Tôi định cuối tuần này mời mọi người đến nhà của tôi ăn cơm. Tôi sẽ nấu một bữa thật ngon đãi mọi người. Bữa tối của người đi làm thuê chỉ thuộc về bản thân của mình thôi. Tôi chắc là phải chơi game với bạn gái. Thế thì tôi cũng chưa chắc đã đi được. Tôi có đăng ký lớp yoga, ngày kia là buổi học đầu tiên. Thất tình rồi, tuyệt thực. Trời ơi, vậy nên Vu Thí là người duy nhất trong số chúng ta có bạn gái đấy. Tôi đính chính lại một chút. Tôi với Trần Thư chỉ chiến tranh lạnh thôi, vẫn có sự khác biệt với mấy anh chàng FA các cậu đấy. Tôi chỉ muốn mời mọi người ăn một bữa cơm thôi mà, khó đến vậy sao? Có được không vậy? Ngày kia tôi không rảnh. Anh có việc à? Ừ. Có hẹn với Lão Khánh. Vậy mai thì sao? Sao tôi có cảm giác trưởng phòng chỉ đang hỏi sếp tối mai có rảnh không vậy? Tuyệt thật rồi, cảm ơn. Tôi đăng ký thêm lớp tại Kinh Đô rồi, muốn đánh người. Thật sự không đi được. Rốt cuộc mọi người có đi không? Ngày mai rất được, vừa hay tôi có thể ở bên bạn gái vào cuối tuần. Ngày mai được, vậy thì tôi cũng đi được. Là đàn ông không nên để ý đến mấy chuyện vặt, ăn nốt bữa này rồi tùy thực. Nói hay lắm, đàn ông của chúng ta làm gì cũng phải nhanh nhẹn dứt khoát, không để ý đến chuyện vặt. Người anh em cần gì phải nói nhảm như thế? Cái gì mà phải chơi game cùng bạn gái, cái gì mà cãi nhau với bạn gái, chiến tranh lạnh chứ? Theo tôi thấy đều là viện cớ hết. Tôi thì chỉ có hai chữ thôi, tôi đi. Tôi đi. Được. Vậy thì quyết định vui vẻ như vậy nhé. Hoàn hảo. Mời Từ Yến Thời ăn một bữa thật ngon thì chuyện cướp mất chiếc trưởng phòng của anh ấy coi như cho qua được rồi. Tôi chết rồi, Vô Trí mà cứu tôi đi. Xin lỗi nhé, cậu đừng cứu Lâm Khanh Khanh. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm. Mau lên. Điểm mà không có người, mau nhặt trang bị đi. Đến đây. Được rồi, tôi đi trước, tôi cứu cậu. Sao cậu lại đánh tôi? Tôi canh đường nhỏ cho. Tôi cũng canh đường nha. Đi đâu hết cả rồi? Có người đánh lén tôi. Thôi, không chơi nữa. Hoàn hảo. Vô Trí, tôi lại cục rồi, cứu tôi. Hướng dẫn nấu ăn. Chưa nấu ăn bao giờ à? Từng nấu rồi. Vậy tôi ra ngoài nhé. Được. Heo mới thái dọc. Anh mới là heo ấy. Ý tôi là thịt heo phải thái dọc, thịt bò phải thái ngang. Thật là bật đèn. Đậu đũa phải nấu chín. Cô mà vớt đại như thế là lát nữa mấy người đó đi viện hết đấy. Bỏ cái mùi đó ra đi. Cô.
cháy mất rồi. Cho thêm chút nước là hết cháy. Đẹp trai quá đi mất. Để ngon quá, cứ như chưa được ăn ngon bao giờ ấy. Hình như anh nấu ăn rất giỏi, cũng tạm tạm. Quen rồi, không như cô. Tiểu thư cao quý, không làm việc nhà bao giờ. Lại mỉa mai mình là con ông cháu cha. Chuẩn bị cà chua giúp tôi. Cứ phải nói chuyện khó nghe như vậy sao? Ra ngoài. Tôi bảo anh ra ngoài. Tôi tự nấu được. Nào, chơi thêm ván nữa. Được, vậy tôi cũng chơi. Tôi chơi cùng. Tôi cũng chơi. Sao ngoài món ngó sen xào ra toàn là đồ ăn ngoài thế trưởng phòng Hứa? Hôm nay tôi quên đóng tiền ga. Cái này là bếp từ mà. Nấu hỏng đúng không? Tiểu đớ ký à? Nước ngọt mà cũng có nhiều vị thế này, đầy đủ quá. Mau ăn đi, còn không ăn nữa là nguội hết đấy. Đúng 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 đúng, tiểu đớ ký. Hai chúng ta chơi trò chơi đi. Cứ hát tiếp thế này, tôi sợ tôi không sống qua nổi tối nay. Người thất tình không có quyền được đau buồn chút hay sao? Nhưng mà cũng không đến mức bắt tất cả mọi người sẽ cùng chết chứ. Tôi hát khó nghe đến thế sao? Vậy thì chơi trò chơi thôi đi. Thật hay thách? Lại thật hay thách? Thế chị có trò nào hay hơn không? Thế này đi, chúng ta xoay chai, nắp chai chỉ vào ai thì người đó bị phạt, được không? Được, được, chơi đi. Là cậu. Tôi chọn thách. Được, vậy thì cậu hãy gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ, bắn người đó, bắn xối xả, bắn cho người đó khóc thì thôi. Chuyện nhỏ. Cậu A. Trần Thư. Ai vậy?
Trần Thư, tôi nhận phạt. Cậu hèn quá, cao lãnh à. Được rồi, dù sao cũng là cậu em. Tiếp theo. Sếp, anh chọn thật hay thách đây? Chắc chắn sếp đã chọn thật rồi. Anh ấy sợ chúng ta chơi không anh ấy? Bao năm nay chưa từng chọn thách. Cũng phải, chán vèo. Tôi chọn thách. Ôi trời ơi, có thật hay không vậy? Đám người này bà chơi là phu nhân tính lắm. Chọn rồi không hối hận, chọn rồi không hối hận nhé. Gọi điện cho cô gái đầu tiên trong nhật ký điện thoại của mình. Bà quấy làm bạn gái của anh. Vô trí à? Cậu tách cái trò vô trí gì vậy? Cậu chưa cai sữa à? Thời khắc thần thánh thế này sao cậu có thể nói ra thử thách như vậy hả? Là tự sếp nói một phút có thể chống đẩy 60 cái mà. Tôi muốn kiểm tra anh ấy thôi mà. Sao cậu lại đưa ra một yêu cầu ngốc nghếch như vậy hả? Cậu nói đi, kiểu gì sếp cũng sẽ chọn chống đẩy mà thôi. Mấy hôm trước cho bóng tay bị thương, không chống đẩy được. Anh ấy gọi chai đây, anh ấy gọi chai đây. Tổ trưởng tổ bên. Sao tôi thấy hơi kích thích thế này? Bây giờ là vụ gì vậy? Bây giờ hẳn là tổ trưởng tự muốn hỏi trưởng phòng hướng có muốn là bạn gái của anh không? Tổ trưởng tổ bên. Trò gì không biết? Sao chị lại uống vậy? Đâu phải tôi thua, sao cứ phải kéo cả tôi theo chứ? Trưởng phòng, chị hèn quá. Cậu không hèn, cậu uống đi. Đi vệ sinh. Trưởng phòng hướng xấu hổ rồi phải không? Sếp à, anh trêu trưởng phòng làm gì? Không cần cậu lo. Uống rượu, uống rượu. Sếp à, còn cần giúp gì không? À, trai à, cậu không thấy là vướng lắm phải không? Tạm biệt sếp, tạm biệt sếp. Mau mau, đi, 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 tạm biệt. Đi, 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 đi nào. Hướng viên, lại đi. Vẫn giận vì chuyện trong bếp à? Không phải, tôi chỉ thấy người ta nghĩ tôi thế nào cũng không sao. Nhưng mà anh thì không được. Vậy cô nói xem, tôi nên nghĩ về cô thế nào đây? Cô từ chối tôi, rồi lại xuống từ xe của anh ta. Cô nói tôi nghe, cô cho ai cơ hội vậy? Anh nói sáng hôm qua ư? Cô còn muốn tôi nhắc lại một lần nữa à? Cô cũng đắc ý phết nhỉ? Vậy nên anh giận dỗi cả ngày là vì chuyện hôm qua, không phải vì chuyện khác ư? Chuyện khác gì cơ? Lão Dương đi, tôi thăng chức. Không phải. Phải. Cô thăng chức lên làm trưởng phòng, đã điều ngay Lý Trì đi. Làm việc quá cảm tính, không nghĩ đến hậu quả. Tôi nghĩ rồi. Thậm chí tôi còn tính cả chuyện nếu Lê Thắng mượn chuyện này làm mà Mỹ, tôi phải đối phó thế nào. Cô đang xin được biểu dương à? Vậy anh không giận thật ư? Tôi rất sợ anh sẽ giận vì chuyện này. Vì nói thật, tôi cũng đi cửa sau.
phim thuyết minh quan hệ của tôi hơi phức tạp một chút, nên tôi không thể, tôi biết, tôi không vì chuyện này. Thế hôm qua cô muốn nói với tôi về chuyện này à? Ừ. Nếu không thì là gì? Hôm qua là tôi tình cờ gặp sếp Lộ trong thang máy. Anh ấy mới cho tôi đi nhờ vì thấy tôi sắp muộn rồi. Ừ, không cần giải thích đâu. Vậy ngày mai không cần vứt rác nữa nhỉ? Vậy lần sau dù có đi muộn, cô cũng đừng đi xe của anh ta. Ừ, đi đây. Đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng đi gặp lão Khánh đi. Hả? Đã qua vòng loại và chuẩn bị cho chung kết rồi. Vậy nên anh bảo gặp anh ấy là vì chuyện này à? Dù gì cũng là cuộc thi mình tham gia, phải nhớ thời gian chứ. Chị Viên, tôi thấy sếp hơi thích chị đấy. Chúng tôi chơi thật hay thách với anh ấy bao năm nay. Sếp biết đám của chúng tôi sẽ chấp cơ hội chơi không anh ấy, nên chưa bao giờ chọn thách để chúng tôi có cơ hội. Hơn nữa, với cường độ công việc của anh ấy, làm gì có thời gian chơi bóng cơ chứ. Tôi thấy hôm nay anh ấy muốn tỏ tình đấy. Chị đừng nghe người trong công ty nói bậy. Mấy năm nay sếp luôn giữ mình trong sạch. Tôi nhớ sếp từng nói với tôi là năm xưa bố anh ấy làm ăn nợ tiền, phải trốn mấy năm trời vì trốn nợ mà không ở nơi nào quá nửa năm. Bây giờ khó khăn lắm anh ấy mới vượt qua. Chị đừng làm anh ấy tổn thương nữa. Khóa ra năm xưa lặng lẽ rời đi là vì chuyện này. Từ Yến Thời, sao vậy? Không nỡ xa tôi à? Sao vậy? Quen nhau bao nhiêu năm cũng không thể làm gì khác. Làm anh em đi, sau này tôi bảo vệ anh. Ai muốn làm anh em với em chứ? Hai giờ bảy phút hôm nay, tại Tây Sương, nước ta đã dùng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B và bệ phóng Viễn Chinh số 1. Dùng cách một tên lửa phóng hai vệ tinh, phóng thành công vệ tinh thứ 18-19 trong mạng lưới hệ thống bắt đầu số 3. Bố trí dòng sao trong hệ thống cơ bản của bắt đầu số 3 nước ta. Cuối cùng chúng ta cũng có được hệ thống định vị của riêng mình rồi. Anh nói bắt đầu đỉnh như vậy, sao mà chúng ta vẫn phải dùng GPS? GPS khởi đầu sớm lại rất hoàn thiện, còn có thể sử dụng miễn phí, nên chiếm lĩnh thị trường sớm. Người dùng cũng tiếp xúc với nó đầu tiên đã quen thuộc rồi. Hệ thống bắt đầu của chúng ta xuất phát muộn, mấy năm nay mới bắt đầu tiến hành xây dựng hệ thống toàn cầu nên vẫn chưa xây dựng được lòng tin của khách hàng, các quốc gia và khu vực trên một vành đai. Nếu mọi người đã quen với GPS thì sao cứ nhất định phải làm bắt đầu? Bắt đầu cung cấp 3 dịch vụ là định vị, chỉ đường và báo giờ. Nếu không tự báo giờ sẽ rất không an toàn. Khi nhận phỏng vấn nói rằng chuẩn thời gian và không gian của Trung Quốc phải do chính chúng ta quyết định. Trước năm 2000 vẫn luôn là GPS báo giờ cho chúng ta. Nếu vào thời buổi chiến tranh GPS mà ngừng cung cấp dịch vụ thì chúng ta sẽ phải mất phương hướng. Vậy nên chúng ta nhất định phải xây dựng tiêu chuẩn của riêng mình. Bao giờ xây dựng được hệ thống toàn cầu, người sử dụng bắt đầu sẽ ngày càng nhiều, cũng sẽ ngày càng có lòng tin. Ấy là hệ thống chỉ đường của Trung Quốc chúng ta. Nước ta sẽ xây dựng hệ thống chỉ đường toàn cầu bắt đầu có năng lực phục vụ toàn thế giới. Trước năm 2035 sẽ còn xây dựng hệ thống không gian thời gian tổng hợp
rộng hơn, hài hòa hơn, thông minh hơn. Bắt đầu của Trung Quốc, cô học bộ khung căn bản là được rồi. Dương Vệ Bình còn chẳng biết code là gì mà vẫn ngồi vững trên ghế trưởng phòng mấy năm liền. Tôi khác anh ta. Hệ thống an toàn, đó là ba bước thực hiện kết nối mạng lưới. Kỹ sư thiết kế đứng đầu Dương Trường Phong của hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu Trung Quốc lúc này cho biết, hệ thống cơ bản sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào cuối năm nay để cung cấp dịch vụ định vị cơ bản cho các quốc gia và các vùng lãnh thổ thuộc một vành đai một con đường, một bước quan trọng để tiến ra toàn cầu. Nếu lúc đầu không xảy ra chuyện kia thì có lẽ bây giờ cậu đang ở, có thời gian nghĩ về quá khứ thì chỉ bằng nghĩ đến tương lai đi. Lần sau tôi cho cô biết. Chẳng phải chỉ là mấy chuyện của Trần Sang thôi à? Tôi đây chẳng buồn nghe. Ai thèm chứ? Vào đi. Chúng ta nộp bài trình bày phân tích rồi, có phải chỉ cần đợi kết quả thôi không? Ừ. Vòng chung kết lần này chỉ làm hai giai đoạn là trình bày phân tích và thao tác thực tế. Chỉ cần vượt qua phần trình bày phân tích thì còn lại là đợi họ thông báo thời gian và địa điểm thao tác thực tế. Báo cáo của tuần này và bản kế hoạch của tuần sau cũng đã làm xong rồi. Tối nay cô đi Thượng Hải à? Đám cưới của bạn. Được. Cũng được nhỉ. Dịch Thạch nào. Xin chào, tôi là bạn thân của Dịch Thạch. Chào. Trùng hợp thật. Ngồi đi. Bà xã của Dịch Thạch nói là cậu. Là mình đó. Anh nhìn cậu ấy kìa, thì ra hai cậu bắt tay với nhau để đùa giỡn với mình phải không? Phải, mình đã nói mà lúc ở Tây An cậu nói với mình sắp kết hôn nhưng không cho mình biết vậy, thì ra là cố tình. Không phải đâu, lúc làm kế hoạch cho đám cưới mình cũng mới biết hai người là bạn từ nhỏ, ai mà ngờ có thể trùng hợp như thế chứ. Đúng không? Đúng thế, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho cậu. Được. Hôm nay một người là bạn từ nhỏ, một người là bạn thân, thì bữa cơm này mình phải ăn thật kỹ. Ông chủ của chúng ta mời, cậu cứ yên tâm mà gọi. Còn gọi là ông chủ à? Không phải nên đổi sang gọi ông gì đó kia sao? Dở trò xấu, cậu dở trò xấu nha. Có một việc phải nói trước với hai cậu. Năm xưa lúc ông chủ Dịch của chúng ta gặp khó khăn khi khởi nghiệp, mình là người tài trợ đấy. Có nghĩa là gia đình của hai cậu bây giờ có một phần tài sản là của mình. Ồ, mình biết, Dịch Thạch nói hết với mình rồi. Phim thuyết minh tại chiêu hay.info. Alo, người anh em à, trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền? Chắc là không cố được lâu nữa đâu nhỉ? Để tôi nghĩ cách thêm. Được. Nghe nói dạo này cậu gặp vấn đề về tài chính. Cậu cầm tạm số tiền này xoay sở trước đi. Sau này có tiền rồi trả tôi. Cố lên. Coi như tôi cho cậu mượn đó. Tổng tiền trong tài khoản. Alo. Có lẽ chúng ta vẫn có thể sống tiếp. Không nói nữa. Thank you.
Xin lỗi, đi nghe điện thoại chút. Hai người nói chuyện trước đi. Ban đầu lúc cậu bảo mình là sắp kết hôn, mình còn tưởng là cậu gặp phải lừa đảo nữa chứ. Lừa đảo có thể bị mình dụ đi mất mà có thể gọi là lừa đảo sao? Biết là tốt. Dù sao người khác thì mình không biết, nhưng mà cậu ấy thì mấy chuyện như ăn cắp mật khẩu kiêu kiêu của người khác, rồi phí thành viên, gia hạn thêm phí thường niên, chắc là cậu ấy không làm được đâu. Đã là chuyện từ bao nhiêu lâu rồi mà cậu còn dám nhắc đến thế. Xấu quá đó, thiệt tình. Chúc mừng, đem độc thân cuối cùng của mình cạn ly. Độc thân cái đầu, nhà cậu đăng ký kết hôn luôn rồi còn gì. Cậu chẳng thú vị gì cả. Quyết định đi theo chồng nhanh thế à? Ừ. Có người khi cậu gặp mặt thì sẽ có một cảm giác rất khó tả, rằng chính là anh ấy. Lần đầu gặp Dịch Thành, mình đã có cảm giác này. Nhanh như vậy, cậu có hiểu cậu ấy không thế? Khá hiểu đó. Mình còn biết anh ấy từng có hai người bạn gái. Rồi sao nữa? Chẳng có gì quan trọng cả. Người mình thích là người đang đứng trước mặt của mình ngay lúc này, chứ không phải anh ấy trong quá khứ. Cũng như ly cocktail này, chỉ cần uống thấy ngon là được. Chứ liệu cậu có nghĩ trong đó có những gì, cho vào theo thứ tự thế nào không? Khi cậu thật sự để ý đến một người thì đầu óc của cậu chỉ toàn nghĩ đến cuộc sống với người ấy trong tương lai, chứ không phải trước đây anh ấy từng làm gì. Quá khứ ư? Nếu Trần Sang chỉ là quá khứ của Từ Yến Thời thì sao? Cậu nhìn cậu kìa, có phải nghĩ đến người nào đó rồi phải không? Cậu lo mà uống rượu đi. Ngày mai có cần mình chuẩn bị gì không? Đám cưới của mình đơn giản lắm, mình còn chẳng có phù dâu hay phù rể, chỉ gọi một người làm chứng đến, đó là đàn anh của Dịch Thạch. Dịch Thạch nói với mình là khi anh ấy gặp khó khăn nhất, không thể làm được nữa, thì anh ấy sẽ nhắn tin cho đàn anh này, hỏi người ấy sống thế nào, hỏi người ấy có được tăng lương không. Đàn anh nói mình cũng không được tăng. Thế là anh ấy cứ như toàn thân tràn đầy sức lực. Cậu xem, có người còn có cuộc sống tệ hơn anh ấy nữa. Thì ra là một ví dụ xấu. Ừ. Chào mừng đến với hôn lễ của anh Dịch Thạch và Hứa Diên. Thì ra ví dụ xấu mà hai người nói là anh à. Anh biết trước rồi phải không? Dù sao tôi cũng có xem thiệp mời, biết cô dâu chú rể là ai rồi mới đến. Biết ngay ba người chắc chắn là một dụ mà. Alo, lão Từ, thời gian của vòng chung kết được quyết định rồi, bao giờ vậy? Lão Khánh à, có phải thời gian của vòng chung kết được quyết định rồi không? Ngày mai tổ chức ở Thượng Hải. Chuyện này cũng tại tôi, mấy hôm nay tôi bận quá không có thời gian kiểm tra hộp thư. Bây giờ đến Thượng Hải có kịp hay không? Tôi và hướng viên đang đi với nhau, bọn tôi đang Thượng Hải đây. Ở Thượng Hải luôn hả? Hai người đang ở Thượng Hải à? Thế thì ổn rồi, để tôi sửa soạn rồi chuẩn bị đến đó cùng với hai người. Được, hẹn mai gặp. Bao giờ vậy? Ngày mai. Ở ngay Thượng Hải. Ông nội mà biết mình tự ý tham gia cuộc thi của Tinh Hằng thì chắc sẽ đánh chết mình ngay tại chỗ quá. Không được, mình không thể về nhà. Cô không có nhà để về à? Ai nói tôi có nhiều nơi để đến lắm. Đặt khách sạn thôi. Thanh toán thất bại, số dư trong thẻ không đủ. Bảo sao người làm công ăn lương cũng cực kỳ mong chờ ngày nhận lương. Đến nhà tôi đi. Tuy nhà hơi nhỏ nhưng ít ra cũng có hai phòng, vừa khéo có thời gian rảnh để dạy cô lập trình. Với bộ óc của cô mà vài ngày không ôn tập thì chắc là lại quên mất đấy. Tôi chưa nói muốn đến đó đâu. Cô còn nơi nào khác để đi à? Tôi đi thôi. Chẳng phải chúng ta là anh em sao? Cái gì?
Liệu có phiền anh quá không? Thật ra tôi về nhà cũng được. Cái vẻ do dự thiếu quyết đoán của cô ban nãy quả thực không giống có nhà để về. Yên tâm đi, chuyện cô lo sẽ không xảy ra đâu. Tôi không lo đâu. Anh, em trai anh ở nhà. Ừ, mấy hôm nay đúng lúc nó về, đón nó về nhà ở. Anh à, sao mà bà chị thích hóng chuyện này cũng đến đây vậy? Chỉ là anh em của anh. Anh em của anh mà lại không phải là em à? Vậy hôm nay chị sẽ chăm sóc em, chơi với em, được không, được không? Từ Thanh Lễ, xem hết tập này có được không ạ? Không được. Đi làm bài tập nha. Được rồi. Ngoan hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Cô cũng vậy. Tôi làm sao chứ? Học lập trình. Trong phòng Từ Thành Lễ có máy tính. Lát nữa tôi dạy cô. Tôi còn chưa qua ải này. Anh chờ chút đi. Anh xem ải này. Bên dưới nó có một trái tim. Bên trên là năm 20. Thiết kế có tâm ghê. Anh chờ tôi chơi nốt đã. Thế là xong chứ gì? Có phải cô quên lời lẽ khùng hồn của mình rồi không? Cũng đâu có thể bỏ dở nửa chừng được. Dù sao tôi cũng chưa học được. Sai rồi. Chú ý chỗ này. Làm bài đi, nhìn gì mà nhìn.
Làm gì vậy? Gọi chị dậy đó. Chị đâu có ngủ. Chị không ngủ thì sao em có thể giật tóc chị được? Chị chảy nước miếng rồi. Không hề nhé. Chị đừng tốn công nữa. Còn lâu anh em mới thích kiểu con gái như chị. Chị là kiểu con gái gì hả? Thích ăn quà vặt, thích chơi game, vừa lười, vừa không có chí tiến thủ, còn thích trai đẹp nữa. Vậy trước đây anh trai của em đã từng thích cô gái nào chưa? Tất nhiên là có. Như thế nào? Vừa thông minh, vừa nỗ lực, cực kỳ lạc quan, còn vô cùng tốt với anh em. Không thích hóng chuyện như chị đâu. Chị hóng chuyện lúc nào chứ? Lúc ở sân bay chị đã nói cả đống chuyện như thế này, em vẫn còn nhớ đấy nhé. Đây là ai kia lớp bọn mình mà. Thảo nào nhóm lớp xào xáo cả lên. Thôi ca, lát nữa cậu gửi video cho mình xem đi. Được, được rồi, lát nữa mình đi tìm cậu. Nhớ ra rồi. Nhưng mà hôm đó em cũng không phải là cậu bé đáng yêu đâu. Em nói cho chị biết vậy. Anh em thật sự không ưng kiểu con gái như chị đâu. Chị bỏ cuộc đi. Vậy nếu như anh em hẹn hò với một người như chị thì làm sao đây? Không thể nào. Nếu anh thật sự hẹn hò với người như chị thì em sẽ bỏ nhà ra đi. Hai người ồn ào quá đó. Anh ơi, chị ấy vừa nói với câu toán học thôi, đúng không? Gật đầu đi. Đúng ạ. Tiếp tục đi. Ngoan thật. Phim thuyết minh tại tới đây chiêu hay.info. Món tráng miệng sau bữa ăn đến rồi. Cảm ơn. Ăn hoa quả thôi. Từ Thành Lễ, mau ra đây ăn hoa quả nào. Dạ. Nhiều hoa quả quá. Anh à, em muốn ăn quýt. Người anh em, ăn nhiều cho bổ não. Cái này bổ não á. Ít ra cũng bổ được một chút. Em ăn đi. Bổ não. Nào, bồi bổ chút. Em có lạnh không? Hơi lạnh à? Cảm ơn. Cái chăn này từ bị nó tiểu vào rồi. Tôi lấy cái áo khoác cho cô. Được rồi, tôi đi vệ sinh. Chị đừng có đi. Ở đó cực kỳ đáng sợ. Kiến nghị chị nhịn chút thì hơn. Có ma đó, nhịn đi. Tôi đi với cô. Đùa gì vậy chứ, tôi lớn thế này rồi mà còn cần anh đi cùng à? Anh nói cho tôi biết ở đâu là được rồi. Đúng vậy. Được, ra khỏi cửa rẽ trái, ở trong ngõ tiếp theo ấy. Được. Thật sự rất đáng sợ đó. Có ma cà rồng thật đó. Có ma ăn thịt người đấy. Thank you.
Đồ hâm. Không đúng, đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Chỗ này có người đến không? Là tôi. Sao lại ra đây? Ban nãy tôi nghe thấy một tiếng hét. Tôi thấy cô đi vệ sinh lâu như vậy, sợ cô bị bắt cóc đó. Lẽ nào mình phải bỏ nhà ra đi sao? Suốt ngày mua, không thể nào sống nổi nữa. Ly hôn đi. Ly hôn với không ly hôn cái gì? Anh có phải làm ầm đến mức hàng xóm láng giềng đều nghe thấy hết sao? Đúng vậy, nghe thấy hết rồi. Cô cắt cái gì chứ? Sao mà ngủ nổi đây? Cô làm gì đấy? Nào, uống thuốc cảm đi. Đêm nay cô ngủ ở phòng khách đi. Phòng khách yên tĩnh hơn một chút. Cũng trải chăn cho cô rồi đấy. Vậy anh đáp bằng gì? Không sao, tôi không lạnh. Mau ngủ đi. Mai còn thi cơ mà. Chúc ngủ ngon. Số 13, chú ý phòng thủ. Số 15 cướp được bóng rồi. Số 15 dẫn bóng đột phá. Lúc qua hậu vệ của đối phương. Con trai, con phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu con cưới cô gái như thế, mẹ với bố phải làm sao đây? Đúng không? Vừa nhìn đã thấy cô gái đó được nuông chiều rồi. Tôi nghe đây mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt. Cứ nói mãi, phiền chết được. Mau uống đi. Sao lại là sữa bò nữa vậy? Ngày nào cũng uống sữa bò. Sữa bò không bao giờ hết được phải không? Anh à, có phải anh đưa con bò sữa ở nhà không vậy? Mau uống đi. Uống xong anh đưa em đi học. Em không uống, em phải bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi. Em không cần phải bỏ nhà ra đi. Chờ em đi học, anh có thể chuyển nhà. Cái này thì em thích rồi chứ. Thế này thì còn tạm được. Muộn thật rồi đấy. Qua 5 phút nữa là cô tiểu lưu của em gọi cho anh đấy. Cô tiểu lưu suốt ngày mong em đến muộn, suốt ngày gọi điện cho anh. Cô tiểu lưu,
Xem ra đúng là có rất nhiều người thích. Mau uống đi. Giỏi thế. Uống một hơi hết luôn. Nào, chị thơm một cái. Sao thế? Anh chưa từng uống cái này à?